và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức trong ngày hôm nay. Trấn Thành cà khịa Minh Hằng khi đến trễ quê hình người ấy là ai? Hóa Trấn Thành cố gắng trò chuyện với các vị khách mời để kéo dài thời gian chờ đợi sự có mặt của Minh Hằng. Mới đây chương trình Người ấy là ai chính thức công bố dàn cố vấn sẽ xuất hiện trong tập 6 là diễn viên ca sĩ Minh Hằng, ca sĩ Trung Phạm, diễn viên Khả Ngân và hai cố vấn quen thuộc Hoa hậu Hương Giang, MC Trấn Thành. Bên cạnh đó, nữ chính của tập này cũng khiến nhiều người ghen tị khi không chỉ sở hữu ngoại hình xinh đẹp, còn là một CEO trẻ tuổi và thành công. Hương Giang cho biết sau hơn 30 số quay hình, cô trở nên điềm đạm hơn trước những chàng trai cực phẩm. Minh Hằng đến trễ quay hình Người ấy là ai? Mới đây trong đoạn clip ở phần giao lưu, Hóa Trấn Thành khi trò chuyện với các vị khách mời, thì lần này ghế nóng chỉ có 3 người, vắng bóng Minh Hằng. Ông xã Harry luôn cố gắng trò chuyện với các vị khách để kéo dài thời gian chờ đợi sự xuất hiện của Minh Hằng. Ngay khi Minh Hằng xuất hiện, nam MC đã có lời hỏi thăm, tại sao hôm nay em lại đi trễ, em đến với chương trình mà em thở dữ vậy. Dù không trả lời trực tiếp nhưng có thể đoán rằng nữ ca sĩ bước vào ghi hình trễ vì một vài lý do cá nhân. Minh Hằng nhanh chóng nhập cuộc, tung hứng vui vẻ và dí dỏm với Trấn Thành. Khả Ngân thừa nhận đã có bạn trai, Trung Phạm cho biết anh chọn độc thân vì muốn sống cuộc sống của riêng mình. Lộ diện nữ chính Người ấy là ai tập 6? Nữ chính tập 6 đó chính là cô nàng Kiều Liêu Phạm, 28 tuổi, với biệt danh Liêu Liêu. Cô nàng hiện đang là founder của một hệ thống làm đẹp và kinh doanh thời trang, có cơ sở ở Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh. Kiều Ly từng trải qua một mối tình 3 năm với một nhiếp ảnh gia ở Đà Lạt, nên cả hai phải chấp nhận yêu xa. Thời gian đầu mối quan hệ của cả hai vô cùng ấm áp, nhưng dần dần do khác biệt trong suy nghĩ cũng như định hướng tương lai, Kiều Ly và bạn trai quyết định chia tay nên cô nàng độc thân cho đến thời điểm hiện tại. Cô nàng sở hữu một chuỗi cửa hàng thời trang và làm đẹp.